Xin chào tất cả mọi người nhé Chào mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là làm thế nào để phân biệt chiếc uh, chuột uh, full hand có dây Mã là, là 102 nhé mọi người nhé Thì uh, chuột này bây giờ hiện tại trên thị trường cái hàng fake cũng rất chi là nhiều Bởi vì những cái hàng chính hãng thì nó không có cái giá là 70.000 với 100.000 đâu nhé mọi người nhé đây, đây là hai con chuột các bạn ạ Vỏ của nó hầu như là làm giống y nhau luôn này các bạn này thì cái hàng fake thì lúc nào cái vỏ nhìn nó cũng dài dài hơn cho mọi người nhé đây cái đường này màu nó sẽ khác luôn nhưng mà những cái thông tin này là cái chỉ số của nó thì đều giống nhau là 100% luôn nhé mọi người nhé không khác nhau một chút nào luôn đấy mọi người có thể chụp lại ảnh màn hình và các bạn so sánh từng chữ một nhé các bạn nhé đây các bạn đây tất cả mọi thứ mặt trước mặt sau thì các bạn đều có thể so sánh luôn bởi vì nó giống nhau hầu như là 99 luôn nha các bạn nhé đây mình mới nhận ra được một cái điểm là nó khác nhau một chỗ và hộp của con nào cũng như vậy nhé mọi người để nó tránh bị đánh bản quyền đấy mọi người đây các bạn có nhìn thấy không hộp tất cả những con fake đều có cái chữ M bị mất nét như này nhé mọi người nhé đọc mỗi một cái chỗ chữ m này thì thôi nó mất nét còn đâu tất cả là hầu như nào nó gần như là giống nhau luôn và cái phông chữ nó cũng khác nha mọi người mọi người có nhìn thấy không cái phông chữ nó nhỏ hơn nó nó không được sắc nét thì nếu mà ví dụ như mình nhìn bên ngoài ấy, thì cái chữ bọ này nó cũng không được bóng nhá nó không được áo ánh nhá và bây giờ mình sẽ mở hộp hai con chuột này ra để phân biệt sự khác nhau nhé mọi người con này là chuột fake này mọi người ok và bây giờ mình sẽ mở con chính hãng cho mọi người xem trước nha mọi người nhé đây các bạn đây là con chuột phun hen chính hãng nha các bạn nhé ok mình sẽ bỏ luôn cái con super súp này ra cầm con fake này là các bạn có thể nhận ra ngay nhé các bạn nhé con fake này nhẹ hơn một chút nó chỉ nhẹ hơn một chút thôi và cái điều đầu tiên này các bạn này Cái dây chuột này này Cái dây chuột này nó sẽ nhỏ hơn Đây Các bạn nhìn thấy không ạ Cái dây của con fake nó sẽ nhỏ hơn con, cái dây của con chính hãng này Vừa nhỏ hơn lại còn vừa cứng hơn nữa các bạn nhé Cái con này nó rất chi là mềm Và những cái hàng fake ấy Thì mình cũng không biết được Bởi vì nhiều những Bây giờ rất chi là nhiều cửa hàng máy tính đúng không ạ Thì nó sẽ không có những cái tem mát của người ta đảm bảo Những cái hàng fake như này Thì bán hầu như là người ta không dán đâu còn những cái này thì sẽ có một cái điểm nào đó người ta uy tín người ta sẽ giá lại cho các bạn Nói chung thì về tổng quan hai con chuột này thì nhìn nó khá là giống nhau nhưng mà cái con full fake này thì nhìn cái vỏ nó không được khôn các bạn nó hơi dại dại một chút nhưng mà về tổng thể thì nó giống nhau giống nhau y đúc luôn nhìn cái nhựa này rất chi là dại nhé mọi người nhé không được như con chính hãng này con chính hãng này thì nhìn nhựa nó bóng nó không bị sần sùi có nghĩa là nước sơn nó đẹp các bạn ạ đây đây là con fake và cầm nhẹ hơn nhé con fake nhẹ con fake nhẹ hơn con chính hãng rất nhiều ok và tiếp theo đến cái mặt đít này các bạn này các bạn có thể phân biệt ví dụ như là cái lô của mình đấy ấy, thì 10 con fake này thì phải đến 9 con là dán cái tem này lệch các bạn ạ. Cái tem này người ta không có dán cẩn thận, nó không như con chính hãng, con chính hãng thì đúng đúng cái khuôn luôn nhé mọi người nhé Không có một chút nào lệch cả con chính hãng đấy. 100 con chính hãng thì đến 100 con là dán đúng khuôn như này, không lệch ra ngoài. Thì cái điều đầu tiên các bạn nên phân biệt là kiểu dán tem bởi vì cái hàng này là cái hàng rẻ tiền đấy người ta không thể chăm chuốt lại được đúng không các bạn? Và cái tem ở bên trên này thì nó sẽ mờ hơn, nó không được đậm màu cái tem màu trên này nó sẽ kiểu màu hồng nhưng mà cái con chính hãng này cái con chính hãng này thì nó sẽ cái màu nó sẽ hơi vàng vàng một chút nữa mọi người nhá nó kiểu vàng cam đấy và tất cả các con chuột fake nó cũng tem nó giống y xì nhau luôn nhưng mà có một điều khác biệt các bạn ạ ví dụ như các bạn nhìn này các bạn có nhận được ra tem không đây còn fake đây đúng không cái này nó không được bóng đâu nhá nó không được bóng cả đâu còn cái con chính hãng đây các bạn này nhìn này nó có lớp bóng đây cái chữ này có lớp bóng này các bạn nhìn thấy không nó đổi màu xanh này con này thì không có đấy đọc cái tem thôi các bạn có thể nhìn vào cái tem này để các bạn nhận biết đây cả cái trên này nữa cái trên này cái con kia nó nấp nánh như này mà cái con chính hãng đây cái con chính hãng nó rất chi là bóng luôn nha cái tem nó bóng mà nó nhìn nó khôn thì các bạn tinh mắt một chút là các bạn sẽ nhìn ra được con nào là hàng fake và con nào là hàng chính hãng nhé mọi người. thì cái phân biệt đơn giản nhất ví dụ như mình lấy ba bốn đô đấy thì nó cái tem này đều bị dán này hết tất cả các con chuột không có một con nào dán chuẩn như cái con hàng chính hãng này cả. khi mở những cái mã vạch những cái mã vạch này mình quét thì nó đều ra là chuột chính hãng nhé mọi người nhé thì nên mọi người nên chú ý một chút bởi vì mình có thể nhận biết được cái từ mắt nhìn của mình thôi mình chia sẻ những cái nó gọi là những cái hàng ngày mình va chạm để mọi người cùng biết còn nếu mà ví dụ như một con chuột như này các bạn đi mua mới mà các bạn không biết con nào là chính hãng thì các bạn không thể phân biệt được nhé các bạn nhé nhưng mà mình thì mình sẽ phân biệt được con nào là chính hãng con nào là con fake mọi người ạ thì cái điều đầu tiên là các bạn nhìn vào tem này cái thứ hai là cái tem này phải bóng phải đổi được màu nhé mọi người nhé cái tem này hai cái tem này phải đổi màu con này thì không, hàng fake thì tất nhiên rồi, cái giá thành của nó thì không thể đạt yêu cầu, mọi mình phải làm cái tem nó tốt hay là làm mọi thứ nó tốt hơn. Đấy thì hôm nay mình chia sẻ cho mọi người cách nhận biết chuột Funen N102 có dây, con nào là con fake và con nào là con chính hãng thì mọi người cũng nên cảnh giác để khi mình đi mua tiền thì mất rồi, nó đều như nhau nhưng mà mình mua được cái con chuột là mình sẽ dùng nó tốt hơn nó trải nghiệm nó sẽ tốt hơn những con chuột như này nha mọi người thực ra dùng nó cũng như vậy thôi nhưng mà nó sẽ không được bền bằng chính hãng Ok thì chia sẻ của mình chỉ vậy thôi Mình cũng xin phép cái video chia sẻ của mình tại đây Mọi người thấy video chia sẻ của mình hay và hữu ích Thì mọi người hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình Và chia sẻ cho mọi người cùng xem Để khi mình đi sắm Chẳng may mình có đi sắm cái con chuột như này Thì mình sẽ biết và mình sẽ lựa chọn được cái con chuột tốt để mình dùng đấy còn bây giờ mình xin phép là dừng video tại đây chào tất cả các bạn hẹn gặp lại các bạn ở trong những video chia sẻ tiếp theo nha các bạn